Chào anh em nhé. Hôm nay thu lại con vàng của khách này. Anh em nhìn xem này, Thắng Hoàng đang kết nối phần mềm này, cài đặt nói chung là nó rất là gớm luôn. Như này làm sao bán vàng sao mà nó hay được. Đơn vị bán hàng này. Đơn vị bán hàng này. Vàng X5 này. Vừa kết nối phần mềm thôi. Đây là cái phần music này. Anh em thấy này. Phần đây là phần music này. Chả biết cắt cái kiểu này là kiểu gì. Này nó giống như đường lên đỉnh núi chập trùng, đi qua mấy khúc bập bùng rồi mới lên cao. Ok. Mic này. Mic mà để này. 37HZ này. Nào. Nào. Lên như thế này thì rú chết cha luôn. Cái này thì không biết có phải là bên đơn vị bán cải không hay bên đơn vị mua lại là cải. Effect này, trời, direct 6 mấy luôn, nó ảo giọng. Cái này anh em để vừa thôi, để cao quá nó ảo giọng, nó mờ giọng, cảm giác nó hát nó dễ nhưng lời nó không rõ, là thành ra là cũng cảm thấy nó khó hát lắm đấy. Delay time mà để lên 238 thì nó dội tứ lung tung. Vợt thì để quá thấp. 7 mười mấy đến 10 cả. Chung là tạm thời là nhìn ba cái bước này là mình thấy thua rồi đây này. Phần main out này. Đó, bass cũng lên này, treble cũng lên này. Chả hiểu được chính kiểu này dùng kiểu gì. Center với lại sub thì các cái cổng này. Ở đây sub nữa này. Mà để như thế này thì kéo maximum lên như thế này luôn, chắc là test không biết, không thấy nỗ lực, không biết test. Music gain đến 240, đây kéo lên như thế này. Đấy, em nói với nhà cái trình độ nó rất là quan trọng. Trình độ setup của con vàng rất là quan trọng. Kén đòn thật. Kén đòn quá. Chỉ biết cười thôi các bác ạ. Đấy, anh em mua cho nên là mua vàng ấy. Còn vàng nó rất là quan trọng. Còn vàng mà bây giờ mà vô tay một ông bán hàng. Bán hàng thì đơn giản ai cũng bán được. Thì nó là X5 cả thôi. Mà bán hàng con vàng X5 phải cài đặt được. Bán thì dân nó nghe mới đánh giá hay được. Tại sao nhiều người lại cứ phải đổi đi đổi lại. À, tắt lại còn có cái tình. À, nhiều người đối đi đối lại bảo tại sao vàng X5 dùng nó không hay, mà tại sao vô tay người khác người ta set up người ta bán con vàng X5 nó lại hay vậy. Đấy. Đúng không ạ? X5 thì chả thiếu gì người bán đâu, nhưng mà để mà làm cho nó hay, nó tử tế thì không phải ai cũng làm được. Anh em mua hàng thì nên chọn những đơn vị uy tín bán hàng nhá. Bên em thì em cũng không phải là nói mình tài giỏi gì đâu, nhưng mà anh em tin tưởng ở đâu thì cứ mua bên đấy thôi. Mua bên em cũng được, bên đâu cũng được. Bên em đang có mẫu vàng này thì nó đặc biệt này. Nghe tiếng nó hay lắm, nó sạch lắm. Đấy, nó cũng là dòng vàng X thôi, nhưng mà nó làm con vàng này em phải nói với các bác luôn là cắm vào con vàng đây này, như con vàng X này. Âm thanh này nó chênh nhau một trời một vực luôn. Con này tiếng nó sạch, nó tinh tế lắm này. Đấy, kể cả echo reverb này. Quá hay luôn, tất cả linh kiện xịn thì bao giờ thì tiếng nó ra nó cũng vẫn hay. Cùng sản xuất theo một cái kiểu, cái form, cái phần mềm xử lý như nhau, nhưng mà linh kiện xịn thì bao giờ nó cũng là chất lượng nó cũng sẽ khác. Các bác mà mua thì em bán con này thì cũng giá hợp lý thôi, 2.500.000 đồng một con thôi. Đấy, hình thức rất là đẹp. Các bác nào mua thì cứ gọi cho em nhé, ủng hộ cho em cái 0969 800 985. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé, chào các bác.